TV256 xin mến chào quý vị. Vừa rồi TV nhận được cái video clip từ chị Yến Trương đó. Thì chị gửi cho TV là có cách đây có khoảng 2 tiếng đồng hồ thì có một cái vụ cháy rất là lớn. Và chị Yến Trương muốn được TV256 phỏng vấn nha. Thì trước hết thì TV cho quý anh chị em coi cái clip mà đang cháy nha. Đó, cháy dữ dội thôi không? Cháy lớn nha cả nhà ơi. Cháy lớn quá trời luôn. Khủng khiếp luôn. Cháy lớn ở đường Trần Não đó, ở phường Bình An. Quận 2 đó. Cháy tại quận 2 nha, ngay chỗ phường Bình An. Phường Bình An nha, cả nhà ơi. Cháy tại phường Bình An luôn. Rồi tới nhà dân chưa ta? Chưa. Cái này đồng trống luôn hả? Ờ, đồng trống đó. Thì đó, cô ở đồng trống Mỹ Dương đó, từ dây cái phút của Dương dây sơn dài đó. Thì nãy nó cứu không kịp nè, coi như nãy vô dây sơn. Đây là cái cháy cỏ đó. Mà bây giờ đó thì bên đầu dây kia thì có chị Yến Trương đó. Trời, cháy lớn vậy, cứu hỏa họ có một chiếc rồi hả? Bây giờ mời mời chị Yến Trương à. Chị có chị đưa cho TV 256 clip này thì chị nói vài điều. Chị chào quý khán giả đi chị Yến Trương. Dạ, Yến Trương xin kính chào tất cả quý vị khán giả ở bà con thân thương trong nước và ngoài nước. Bữa nay Yến Trương xin có một cái đôi lời về cái sự quan khúc của công ty Trường Thịnh mà suốt 17 năm trời mà nó đã làm cho những người dân chúng tôi khốn khổ khốn đốn đi ra khỏi cuộc đất của mình, mà nó đánh đuổi khỏi cuộc đất của mình. Bây giờ á, tôi cũng xin nói vắn tắt trước tiên là cái bữa chủ nhật vừa rồi, cách đây mấy bữa đó, là cái có mấy đứa cháu nó không có nhà ở, nó mới về che chắn trong thành đất để mà có cái chỗ ổn định, tại vì ở nhà mướn hoài cũng khó khăn. Thì có phủ chủ tịch phường Bình An ở quận 2 là Hồ Nhật Thông nó quấy rối người dân, nó không có cho người dân để che chắn để mà làm công chuyện đó. Thì người dân nó là mới nói là đất của tôi, mà thằng công ty Trường Thịnh đó, nó đã lừa đảo dân chúng tôi là suốt 20 năm rồi mà nó không có làm cái gì được. Nhưng mà đất đó là đất dân cư mà thằng chủ tịch phường Bình An á, là nó đã làm phiền người dân rồi. Cái qua ngày bữa chủ nhật, cái qua ngày thứ ba là nó mời những đứa cháu ở trong cái khu đất của công ty Trường Thịnh lên phường, nhưng mà mời bốn lần rồi, nhưng mà chỉ là hù dọa những người dân chúng tôi thôi, chứ nó không có cái thằng công ty Trường Thịnh với lại thằng Tân Việt An ở trong khu Trường Thịnh đó, là nó không có mặt. Nếu một chính quyền, một lãnh đạo ở phường mà mời là phải có hai bên tuyên cáo và bị cáo, hai bên cướp đất và chủ đất. Còn lần này nó mời chỉ người dân lại để nó hù dọa thôi, chứ nó không có làm gì hết. Thì ngày thứ ba sáng 2 giờ bữa thứ ba nó mời nó hù dọa người dân rồi. Thì những người dân á, những người ở trong khu đất của bà Trương Thị Yến á, là nó đang phản đối các thằng chủ tịch phường, nó chữ lộn tay đôi tay ba với người dân mà không lợi với người dân rồi. Thì tối thứ tư là hồi tối hôm qua đó, là hồi tối hôm qua là ở Việt Nam á, là lúc 7 giờ 45 phút, không biết cái vụ cháy đó từ đâu. Có thể là cái vụ cháy đó từ cái
thân trong cái trường thận hay là Tân Việt An thì tôi không biết. Nó chủ trương nó đốt từ sau lưng nhà của Tám Nghĩa, là con của Tám Bét, ở đường Lương Định Của. Từ sau lưng nhà của Tám Nghĩa trái sang qua nhà bà Bích Thủy, là thằng Tùng con của bà Bích Thủy, mà bà Bích Thủy đó là đã có giấy của tòa án thi hành án rồi, là phải giải quyết cho dân người ta quán đổi nòm. Vậy mà không đổi nòm hồi 2013 tới bây giờ là vụ tòa án không quán đổi nòm, mà bây giờ dân của người ta đã ra cấp một cái chòi để ở thôi, mà thằng chủ tịch phường Bình An, thằng Phong á, nó ra nó kiếm chuyện với người dân. Rồi bây giờ cho mình cái vụ trái quả quạng này, mà cái vụ trái quả quạng này từ hồi 7:45 cho đến 9:20 buổi tối, là tối hôm qua là 19, bữa 19 Tây, 29 Tây ở tháng 4 ở Việt Nam đó, là một tiếng mấy, gần 2 tiếng đồng hồ. Cái cuộc đốt cháy trong khu vực mà có của bà Trương Thị Yến và một số dân quan, cái cuộc đốt cháy đó yêu cầu chính quyền chủ tịch Nguyễn Thành Phong, ủy ban nhân dân thành phố phải điều tra ra rõ ràng ai là người gây quả quạng vụ đó trong lúc nửa đêm, và trong lúc 3 ngày dồn dập giữa chủ tịch phường Bình An làm khó người dân, mời người dân, đàn áp người dân, tối lại đốt cái khu vực công ty Trường Thịnh của đất của dân quan của bà Trương Thị Yến. Yeah. Bà Trương Thị Yến yêu cầu chủ tịch Nguyễn Thành Phong phải điều tra rõ ràng đất của tòa án đưa ra thi hành án mà không giải quyết cho dân, bây giờ tính đốt nhà của bà Bích Thủy để thủ tiêu hả sao? Đó, không phải, cái đó là bên bà Thủy là ba gia tộc, còn bà Trương Thị Yến là 22 hộ dân quan. Bà Trương Thị Yến yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong và chủ tịch quận 2 Nguyễn Phước Hưng và Hồ Nhật Thông, chủ tịch phường Bình An, phải làm rõ vấn đề vụ quả quạng cháy ngày hôm nay về vụ việc đốt cái khu vực của công ty Trường Thịnh là đất của bà Trương Thị Yến và một số dân quan, và sắp cháy đang sắp, nếu mà không có quả cứu quả kịp thì cháy luôn cái nhà bà Bích Thủy, là cái bà thi hành án mà tòa án đã đưa ra mà chính quyền địa phương và thành phố không thi hành đó, tính giết người diệt khẩu để thủ tiêu hay sao? Bà Trương Thị Yến muốn là từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Trương Hòa Bình, ông phải làm rõ vấn đề vụ việc quả quạng cháy, vụ cháy đang từ nhà Tám Nghĩa đến nhà bà Bích Thủy cho rõ ràng, minh bạch. Bằng không là dân chúng tôi và bà Trương Thị Yến cứ ngỡ là chính quyền địa phương bao che cho sự quả quạng này nếu không điều tra rõ ràng, không trả đất cho dân mà tính giết dân hả sao? Đó, bà Trương Thị Yến yêu cầu cái vụ cháy sau lưng nhà Tám Nghĩa đến cuối đường của bà Bích Thủy, mà bà Bích Thủy đã thi hành án hồi 2013 tới bây giờ, và 22 hộ dân của bà Trương Thị Yến có đâm cái chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về gửi về cho chủ tịch Nguyễn Thành Phong, mà Nguyễn Thành Phong không thi hành, rồi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải giải quyết như thế nào về vụ việc công ty Trường Thịnh và bà Trương Thị Yến đây và một số dân quan. Bà Trương Thị Yến yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải điều tra rõ về vụ việc công ty Trường Thịnh cháy ngày 29 Tây lúc 7:45 buổi tối ở giờ Việt Nam, 29 Tây tháng 4
phải làm rõ ràng. Và ông Nguyễn Hồng Điệp, nếu mà năm tây tháng năm này ông vô họp ở thành phố về vụ việc đô thị mới Thủ Thiêm, và phải có dân quan của bà Trương Thị Yến và dân quan Trường Thịnh, phải mời rõ ràng, làm việc cho chính xác. Mấy ông đừng có đu càm, mà mấy ông đừng có mà hẹn lần hẹn lựa nữa. Đó là Yến Trương nói về tình hình đất nước, tình hình về đất vụ việc công ty Trường Thịnh. Và Yến Trương cũng có đôi lời kính chào tất cả bà con thân thương trong nước và ngoài nước. Yến Trương nói về vụ tình hình đất nước và đời sống của người dân của Việt Nam của chúng ta. Yến Trương đã đi ra Hà Nội từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, 2019. Mà Yến Trương từng đến nhà của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã từng đến nhà và từng đến cơ quan, đã nhắc nhở các vị nhiều lần cái công hàm của Phạm Văn Đồng ký hồi 1958. Thì bây giờ thằng Trung Quốc phải kiếm ông Phạm Văn Đồng ký tên, thì bán đất bán nước gì đó, bán đảo bán biển gì đó, là kiếm ông Phạm Văn Đồng để đòi. Nếu ông Phạm Văn Đồng có chết thì tất cả của người Trung Quốc cầm cái giấy đó xuống đất, xuống âm phủ mà đòi ông Phạm Văn Đồng. Còn thằng nào ký giấy mà bán đất bán biển bán đảo bán nước bán tổ quốc giang sang, thằng nào ký thì đầu thằng đó. Chứ đất nước của người dân chúng ta là toàn dân của chúng ta quyết định, người nào ký thì đòi người đó. Chứ chính quyền lãnh đạo chỉ đại diện cho người dân làm việc để cho mà cái cuộc sống của người dân nó ổn định thôi. Còn đằng này, từ ngày giải phóng về tới bây giờ, từ Phạm Văn Đồng hay là Đỗ Mười hay là tất cả những cái thằng đời trước á, có thằng nào giúp gì được cho dân không, cho nước không? Còn là hại dân bán nước. Rồi ông Nguyễn Phú Trọng lâu lâu cái ổng trốn ha, từ ngày cái vụ mà Đồng Tâm thì ổng trốn bất mẹ nó đi, cái tới vụ con virus Vũ Hán này nè, thì Phạm Văn Đồng chòi lên, Nguyễn Phú Trọng chòi lên kêu dân mình phải hiến máu. Chị Yến ơi, dạ. Sự thật thì em không muốn chặn lại ngay chỗ này, nhưng mà anh thấy cũng như là mình rất là bực khi mà chị nói rằng là giải phóng đó. Chị nghĩ là có sự thật đó là phải là giải phóng không? Miền Bắc giải phóng miền Nam không? Chị có đồng ý như vậy không? Hay là chị tiếp tục chị cho đó là giải phóng? Cái đó ở trong miền Nam đó người ta gọi là ăn cướp á. Cướp của. Chứ đâu phải giải phóng. Chứ đâu có thằng nghèo mà đi giải phóng thằng giàu. Bây giờ á, mấy ổng lên, mấy ổng nói giải phóng miền Nam, rồi giải phóng đất của người dân, cướp đất người dân, gọi là giải phóng đô thị. Cái gì đó. Giải phóng á, chứ không có nói tiếng cướp. Đúng rồi. Từ ngày á, mấy ông nói giải phóng miền Nam, những người dân chúng tôi được những gì? Còn là đau thương, nước mắt, màn trời chiếu đất. Người dân đang có nhà cửa ở ổn định, đuổi người dân ra đường, sống lang thang lứ thứ. Đi thưa, nói sự thật thì bị bắt bớ. Yeah. Nói đúng á, thì bị ở tù. Còn đu càm như mấy ông á, là dân chúng tôi không có rồi.
Yeah. Tại vì người dân chúng tôi mất đất, mất nhà, mất rất nhiều. Yeah. Những người dân từ ngày mà nói mấy ông nói là giải phóng đất nước, người dân chúng tôi được những gì? Yeah. Đau thương, mất mát, nước mắt, chết chóc, lầm than, khủng bố. Còn gạo á, tôi nói về gạo, tôi đã nói với ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rõ ràng, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc là một thủ tướng phải có quyền quyết định cho tụi công thương Trần Tuấn Anh xuất khẩu gạo hay không là quyền của ông. Yeah. Vậy ông là thủ tướng mà cho Trần Tuấn Anh nó hả, nó muốn xuất khẩu gạo bao nhiêu là xuất khẩu, mà từ ngày con dịch Vũ Hán này tới bây giờ chính quyền có khui cái gạo, kho gạo quốc gia để giúp cho người dân chúng tôi một hộp nào chưa? Yeah. Hay là để cho mạnh thường quân đưa những cái cây enten ở thành phố, ở Hà Nội, rồi những người dân rút một bữa rút được 2 kg gạo, 3 kg gạo. Tại sao không khui cái kho gạo quốc gia để giao cho mỗi một người 50 kg đi, người ta sống được 1 tháng 2 tháng gì đi, tùy theo gia đình nhiều hay ít. Con năm nay trời ơi, còn là thấy Mạnh Thường Quân không à, những người dân đó hả không dám giao cho chính quyền. Nếu giao chính quyền có giao cho người dân không? Mấy người này bỏ vô một mớ để cho người dân ấm lòng, những người trẻ mà đói đất, mà những người thấy nói là lúc đang cái khủng bố cái con dịch này nè, cấm không cho người dân ra khỏi nhà là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cấm nha. Yeah. Rồi người ta ở nhà, người ta không làm gì hết, sống trong thời gian nửa tháng đã lấy gì người ta ăn? Dạ đúng rồi. Từ ngày ông Nguyễn Phú Trọng lên trên đài nói tới bây giờ, nói kêu dân đi hiến máu ha, rồi xuất khẩu đi qua Trung Quốc hả, là cứu Trung Quốc chứ đâu phải cứu Việt Nam. Dạ. Rồi không nghe ông Nguyễn Phú Trọng á, ổng là một chủ tịch nước, là kim bí thư 2 chức vụ, một mình ổng ngồi chà hãng 2 ghế, mà ổng cũng già rồi, mà ổng không làm tạo lên một cái phước đức gì hết, mà ổng nói củng cố đảng. Vì Yến Trương hỏi đảng gì, đảng cướp hả, đảng gì, chứ đâu có nói vì tổ quốc, vì đồng bào, vì nhân dân mới là quan trọng. Còn ổng nói đảng ông là đảng gì, đảng cướp hay gì. Củng cố đại hội 13 này để cho thằng Trần Quốc Vượng nó lên, nó làm gì được cho nhân dân. Mà Yến Trương có một cái yêu cầu như thế này: tất cả toàn dân Việt Nam, một người dân bình thường, người nào có một chí hướng, có một cái đạo đức, có một cái lương tâm, có một trách nhiệm của một con người, có quyền đi vô ứng cử. Yeah. Chứ không phải đợi thằng Trần Quốc Vượng. Thằng Trần Quốc Vượng nó sẽ đi theo cái nền của Nguyễn Phú Trọng, cái chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng. Yeah. Thành ra đất nước của mình còn điêu linh, còn lầm than, còn đói khát nữa. Yeah. Còn tôi nói á, cái công hàm á của ông Phạm Văn Đồng không có hiệu lực. Yeah. Đất của dân, toàn dân quyết định. Tổ quốc sơn hà đất nước gian sang của dân, dân tạm thời cho mấy ông lên làm lãnh đạo để nề nếp, nhưng mà mấy ông làm xáo trộn đời sống của nhân dân, làm tiêu tan đất nước, mới không, mấy ông không đủ bản lãnh để điều hành đất nước. Mà bây giờ nếu mà mấy ông không có gì thì mấy ông trốn đi, hay là mấy ông chạy qua Trung Quốc ở đi đó, để người dân chúng tôi tự quyết, tự đứng lên. Cái giờ dòm cái tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân hay là Tô Lâm gì, mấy ông làm được những gì cho nhân dân chúng tôi đâu. Yeah.
còn tôi nói tới nó lui còn cái vụ giá điện. Dạ. Yeah. Là yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bây giờ lỡ mấy ông lên lấy mấy đợt vừa rồi giá tiền điện của dân á thì thôi tạm thời bỏ đi. Nhưng mà giờ dân chúng tôi đang thất nghiệp, không có công ăn việc làm, phải giảm cái giá điện 50%. Đó. Yêu cầu của bà Trương Thị Yến. Mà không phải riêng bà Trương Thị Yến mà 96 triệu người dân ở Việt Nam. Những cái lên trên Facebook, những cái tiếng nói của người dân kêu giảm giá điện đó, Nguyễn Xuân Phúc có nghe không? Yeah. À, thằng Trần Tuấn Anh nói là một tội đồ tham nhũng, mà bây giờ để cho nó có quyền hạn hơn Nguyễn Xuân Phúc hay sao? Ôi trời ơi, dân chúng tôi đói quá. Nguyễn Xuân Phúc ơi, yêu cầu phải cấm xuất khẩu gạo qua Trung Quốc và phải khui gạo quốc gia ra để hỗ trợ người dân trong lúc nạn đói này. Lời bà Trương Thị Yến nói là 96 triệu người dân yêu cầu các vị phải khui kho gạo quốc gia ra để cứu tế người dân trong lúc này, là phải cấm tuyệt đối không cho xuất khẩu. Đối quá thành ra dân toàn quân của chúng tôi yêu cầu như vậy đó. Nguyễn Xuân Phúc có làm được hay không? Còn Yến Trương xin nói á, chưa chắc là ở bên Việt Nam mấy ông giấu á, vụ cơn dịch hoành hành á, chưa chắc là không có dân chết đâu, mà chưa chắc là dân nhiễm ít đâu. Nhưng mà những đứa trẻ học sinh á, là nói tháng năm này đi học hãy ngừng ngay đi, không cho con nít đi học nữa, cho nó lưu ban một năm đi, học trễ không có sao. Nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tô Lâm đồ, tất cả những người có chính quyền ở địa phương á, ký giấy đi, đóng mộc đi, nếu con em nào bị nhiễm cột cái dịch Vũ Hán á, có cái gì á thì các vị chịu trách nhiệm đi, thì những người dân của Việt Nam sẽ cho những con trai em đi học. Còn nếu các vị không đủ bản lãnh để ký mà bảo lãnh sinh mạng những đứa mà không bị lây nhiễm á, thì nên ngưng lại đi, lưu ban một năm những trẻ em còn sinh mạng giữ lại, còn cho nó đi học là con người ta chết hết, đã nghèo mà con cháu của người ta chết hết rồi sao đó. Yến Trương nói như vậy, yêu cầu Nguyễn Phú Trọng ông phải để cho người dân tự bầu tự quyết, chứ không, ông không được quyền đưa Trần Quốc Vượng lên để làm chức vụ của ông. Một người dân bình thường đủ đức đủ tài có thể an dân trị nước, còn một thằng làm việc từ hồi đó tới giờ không ra gì nên cuốn gói đi đi. Dân đấy. Tôi đó kêu bằng nhịn dữ lắm đó nghe, coi chừng tức nước là phải dở bờ nó nghe các vị. Nãy giờ cũng đã gần nửa tiếng rồi đó. Chị Yến, chị có vài lời chót đi trong vòng tóm tắt lại trong vòng 3 phút đi. Yến Trương cũng lên nói từ nãy giờ, nói về công hàm của Phạm Văn Đồng không hiểu nghiệm, và Yến Trương và 96 triệu người dân cấm xuất khẩu gạo. Yeah. Mà yêu cầu á, thứ ba là giảm giá điện. Yeah. Và những người dân của Việt Nam chúng tôi đói quá phải cung cấp gạo cho dân chúng tôi. Yeah. Và cái sự hết dịch
mới cho con em đi học. Những người dân ở Việt Nam chúng tôi đi học. Và tôi cũng yêu cầu Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải điều tra ai là người đốt cái khu vực của công ty Trường Thịnh là đất của bà Trương Thị Yến. Mà yêu cầu Nguyễn Hồng Điệp năm tây tháng năm này vô giải quyết vụ đô thị mới Thủ Thiêm, phải giải quyết cho bà Trương Thị Yến. Và mời bà Trương Thị Yến đối thoại. Dân của bà Trương Thị Yến nó chổng nhiều lắm đó. Thôi Yến Trương cũng có đôi lời với tất cả bà con thân thương trong nước và ngoài nước và phía cộng đồng. Yến Trương chỉ có đôi lời ngắn gọn và vụ tình hình đất nước và nhất là Nguyễn Phú Trọng. Dạ, bây giờ để cho người dân chúng tôi được bầu chứ không được quyền mấy ông chỉ đạo muốn đưa cho Trần Quốc Vượng lên làm gì thì làm, rồi người dân chúng tôi khổ nữa. Để yêu cầu Nguyễn Xuân Phúc phải thực hành những cái lời yêu cầu của bà Trương Thị Yến. Dạ. Dạ. Cho chị cho tất cả bà con thân thương và trong nước và ngoài nước. Chú có muốn nói gì nói đi. Dạ, chị có cho quý vị khán thính giả cái thêm cái chi tiết là vụ cháy đó là ở đâu không? Ở đường nào không thưa chị? Tôi quên nói vụ cháy nữa. Vụ cháy đó là ở phường Bình An, quận 2, là một phường quận 2, phường Bình An, quận 2, khu phố 3, là giáp ranh với Trần Não và Lương Định Của. Đầu đường Trần Não, Trần Não với đường Lương Định Của, với Lương Định Của, của một cái quận 2 cũng cùng giáp ranh với đô thị mới Thủ Thiêm. Dạ, được rồi. Rồi, cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe cái clip này. Và kính chào chị Trương Thị Yến. Dạ, chào chị. Chào tất cả bà con thân yêah. Nước dạ, chúc chị sức khỏe. Dạ, tạm biệt. Dạ.